Xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình đến trở lại cái câu lạc bộ Mai Vàng Sa Đéc, là cái tên của câu lạc bộ là Tâm Mai Hội Quán cô chú anh chị ha. Thì hôm nay ở đây có tổ chức cái chợ mai và tổ chức cái khu ẩm thực cô chú anh chị. Thì hôm nay mình cái câu lạc bộ đã xử lý lá cơ bản hết ha, cho nên hôm nay là sẽ thấy được cái nét cây, cho nên mình trở lên mình quay cô chú anh chị mình xem ha. Thì trước tiên mình vào cái khu hai cổng ha, cái cổng phụ là cái khu ẩm thực, thì mình quay sơ lược rồi mình mới đi coi mai cô chú anh chị ha. Thì cái chợ này tổ chức tới Tết luôn cô chú anh chị ha, khai mạc là ngày 16 tháng 12 2022 và bán hoài tới tới Tết ha, và vẫn để cô chú anh chị mình tham quan qua qua Tết luôn. Anh chị nào tới thì lúc nào cũng được ha. Thì cái địa chỉ này là nằm ở thành phố Sa Đéc cô chú anh chị ha, cho nên cô chú anh chị muốn tới thì mình lên Google mình tìm Tâm Mai Hội Quán của Sa Đéc thì cô chú anh chị sẽ tìm ra cái nơi này. Thì trước tiên mình vào cái khu ẩm thực trước, mình quay sơ lược của chú anh chị mình xem nha. Hai bên trang trí rất là đẹp của chú anh chị, có những cái cổng xưa, những cái dách lá xưa ha, trở về cái ký ức thời xưa của ông bà mình sống ha, và có những cái câu đối câu liễn thì mình thường thấy trên cái chuyện cổ tích ha. Thì phía bên cửa phụ ha, có những cây me rất là lớn, thì hai bên cửa phụ bên phải và bên trái đều có mười mấy cây me rất là đẹp của chú anh chị, và cái độ khủng nó rất là khủng ha. Cây này hoành khoảng là mình chỉ độ là khoảng 4 mét ngay cái chỗ cái eo lớn của chú anh chị, cho nên mình chỉ độ thôi ha, cây quá lớn thì mình chỉ nhìn độ độ thôi. Thì có những cái dách tre làm rất là đẹp của chú anh chị ha, và treo những cái câu chữ chúc mừng năm mới, và phía bên tay trái của mình và là có một cái câu liễn là chữ sống ha, thì hãy sống và giữ giữ ước vọng để thấy đời mênh mông, rất là hay ha. Và phía bên tay trái mình là chữ an, an với nơi mình ở, vui với việc mình làm, rất là hay cô chú anh chị ha. Thì trong đây là cái khu bán bánh trái dân gian của chú anh chị ha, những cái sản phẩm đặc sản của Sa Đéc. Thì trong đây thì có bán phiếu ha, thì mình mua cái phiếu rồi mình đi vòng vòng mình mua đồ ăn. Nó rất là hay cô chú anh chị ha. À, cái này là mỗi phiếu 10.000. Ví dụ như mà chè đi 20.000 đó thì mình sẽ đưa hai phiếu. À. Cái lẽ ra là bị này đi cái này là 60 kìa. 60 dạ. Thì bên đây là chè, sáng mình có ăn sáng rồi cho nên hơi no ha. Thì mình là kêu nhớ chè này là của anh Chuẩn đặt ha. Dạ. Em sẽ nhìn mặt chè. Ở đây có nhậu với mấy ông chủ chứ đâu có nào dám nhậu đâu ạ. Dạ. Đây có món rượu không? Mày em có chè. Bên đây là bánh tráng cuốn. Đây cũng đa dạng của chú vậy ha, dài dài bên đây nữa. Bò kho, sáng có ăn sáng rồi. Món gì đây? Đậu nướng. Rô đồng nướng. Nướng nhanh. Không bốn hào nướng này như con hào muốn 20 ăn hào đây ha. Là 100 hai con đây. Dạ hai con. Dạ
thì mình mua hai con hàu nướng là hai phiếu của chú anh chị ha. Dạ đúng rồi. Anh ơi, quậy nước chấm em trang bị cho khách bên đây. À, tự chọn ha. Có chấm và có chanh nước cho mình đầy đủ. À, rồi em cảm ơn anh Ngô lại ủng hộ em nha. Dạ. Anh ủng hộ em gì đi chứ? Thì cái gốc mình là nông dân của chú anh chị, cho nên ăn theo cái cách này ha, thì cũng mình rất là lúng túng. Thì thấy cái nước chấm đồ rất là ngon của chú anh chị thì mình thử nghiệm ha, mình trải nghiệm luôn, vừa đi quay mai vừa ăn thử trải nghiệm ha. Thì cô chú anh chị có dịp thì tới đây ngắm cảnh đồ vui ha, và mình thưởng thức những cái món ăn dân dã ha. Thì sẵn ăn thì mình qua bên đây mình thấy một số cái bánh bánh bò, bánh da lợn, cái màu sắc rất là hấp dẫn của chú anh chị, thì mình thử một dĩa nữa ha, rồi mình có năng lượng mình đi quay những cái mai của chú anh chị xem. Thì đây mình ngồi với em Đạt, thì em Đạt cũng lên phụ chăm sóc cái câu lạc bộ này, chăm sóc mai ha. Thì có dịp cô chú anh chị dắt vợ con ha, tới đây mấy chị thì thưởng thức món ngon, dắt các cháu thì có những cái khu ngắm cảnh vui ha, có chỗ chơi cho các cháu, thì mấy anh thì đi chung quanh ngắm mai chơi thì rất là tuyệt vời ha. Rồi bắt đầu mình trở về cái công việc chính của chú anh chị ha. Thì lúc nãy mình vô là cái cổng phụ phía tay trái, thì mình vô cái khu ẩm thực và mình đi vòng qua bên đây thì mình thấy một số cây mai xen kẽ những cái khu vui chơi ha. Thì cái đây là một cái cây mai xù rất là lớn nè. Cây này lúc trước mình cũng có cái quay cái video của chú anh chị xem, nhưng mà cái lá nó án mình không thấy được cái thân ha. Thì hôm nay nó rất là đẹp ha. Thì tuy cái cành nó còn hơi dài, thì mấy ảnh đang nuôi cốt của chú anh chị, cho nên nó còn mình nhìn thấy cái phơm tàn nó không có đẹp ha. Thì sau này sẽ cắt giật lại thì cái cốt nó sẽ lớn lên, thì nhìn cái cây tổng quan mới đẹp ha. Và kế tiếp một cái cây mai này rất là quái nè. Cái cây này thì nó có những cái cành dính lại với nhau của chú anh chị. Thì bây giờ ra một cái cây quái rất là đẹp của chú anh chị ha. Ở đây cũng có kiển xanh nè, cây kim quýt ha. Đây là cái mặt tiền của cây mai quái này ha. Nhìn cành uốn lượn rất là đẹp của chú anh chị ha. Những cái cốt đứng như là múa lượn ha. Thì những cái cây này đa số là đang nuôi cái cốt cành của chú anh chị, cho nên để cái phơm tàn hơi rộng ha. Cho nên mình nhìn cái cây nó, cái phơm á, nó sẽ không có bắt mắt lắm ha. Mà khoảng 1-2 năm nữa thì khi mà cốt nó đủ lực thì sẽ cắt giật vô ha, một số cây. Thì ở đây lúc nãy mình đi vào là cái phía tay phải đi vô cô chú anh chị, thì cái cổng phụ ha, còn bên đây là cái cổng chánh nè. Thì nãy mình đi mé bên đó đó, vòng vô là khu ẩm thực ha, trở về phía bên đây là cái khu vực trưng bày mai. Thì từ cổng nhìn vào phía tay trái của mình là những cây mai VIP ở đây ha. Cây tuệ sâm nằm bên phía tay trái của mình. Thì tiếp theo một cái cây gián thú của chú anh chị. Cái cây này cây tàn ha. Cây tàn gián thú. Thì nó nằm giống con thú, nó nằm nhìn thấy nó khoan khoái của chú anh chị ha. Nhìn nó thoải mái á. Tuy nhiên thì cây tàn thì mấy ảnh chơi cái phơm nó tròn, cho nên có một số cành tận dụng cành thiên nhiên ha, cho nên mình thấy nó đặc tàn á, nó hơi khít ha. Thì cây này nhìn ở ngoài cái tàn rất là lực của chú anh chị. Ở đây có một cái khuôn tre này rất là đẹp ha, làm ghế ngồi nè. Thì nhìn xuyên qua bên trong thì nhìn thấy một cây mai phía trong ha. Thì cái góc độ nhìn cây mai rất là đẹp của chú anh chị ở ngoài ha, nếu mà mình có cái trí tưởng tượng ha, nhìn xuyên qua thì thấy cây mai trong cái khung nhà này rất là đẹp. Tiếp theo một cái cây gián thú nè, nó muốn một cặp với cây kia ha, cái tàn đều đế đẹp. Và đây em Đạt cũng có giao lưu một số cây mai ghép của chú anh chị. Cái này cây chậu hai ha. Thì đây là trong cái câu lạc bộ này đa số là mai thiên nhiên của chú anh chị, mai nguyên thủy ha. Chỉ có vài cây mai ghép giảo thu đức thôi.
mình thấy được một số cây chưa có trổ hoa ha, nhưng mà mình thấy cái cốt ghép mình biết là cây dạo Thủ Đức. Thì tiếp theo một cái cây siêu phong. Cái cây này nếu mà anh chị nhìn, nếu mà hiểu về cây ha, thì mình sẽ thấy được cái cây này là nghệ nhân đã sửa theo một cái lối là cái cây này gặp bão táp của chú anh chị, cho nên cái gió rất là lớn ha. Chú anh chị thấy cái phong tàn nè, sửa xuôi về một hướng. Và cái nét thân của chú anh chị thấy cái thân lớn mà gió nó thổi cong luôn. Thì đây là một cái cơn gió rất là lớn như bão của chú anh chị ha. Và nhìn chi tiết những cái chi xương á, thì của chú anh chị nhìn cái nét thân trước thì nó cong nè. Và những cái chi xương á, nhỏ nhưng mà nó đi ra nó thẳng chứ nó không có cong dẹo của chú anh chị. Thì đây là cơn gió rất là mạnh thổi những cái cành nhánh này nó xuôi về một hướng. Thì nó nằm ở những cái vôi, cái vịnh ha, gió nó không có xoáy vận á. Thì của chú anh chị thấy cái cây này nghệ nhân đã đưa hồn vào. Nếu mình cảm nhận được, mình thấy cái cây này đứng ở nơi gió rất là mạnh ha, siêu phong. Tiếp theo một cái cây mai hai thân ha. Thì nó có cái ngọn dính với nhau. Thì lúc trước thì mình thấy có để cái bảng là tỷ muội của chú anh chị. Thì hai cái thân cũng uyển chuyển ha, như hai người, hai chị em. Cái cây này ở ngoài nhìn nó xù rất là nhiều ha. Dàn cốt cành thì cũng đang nuôi cốt nè, cho nên thả nó dài ha. Tuy nhiên mình thấy ở Bình Định thì mấy anh em sẽ có những cái cây tre để chống lên, để kìm những cái cành này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chú anh chị thấy cái nét cây này nhìn, nếu mà chỉnh sửa sau này ha, sẽ là một cái cây quái độc lạ của chú anh chị ha. Có cái đường thân uyển chuyển và xù nè. Tay cành thì cũng tận dụng một số cành lớn rồi ha. Cây này thì hoa nó mới có bung một số, chưa có thấy cái mặt hoa ha. Thì cái khu này mình hỏi mấy anh trong đây thì nói là tiến hành lãi lá từ ngày mùng 9 của chú anh chị thì tới ngày 12 là xong ha. Cho nên có một số cây đã bung rồi, mùng 9 thì hôm nay là 15 rồi. Thì đã 16 của chú anh chị ha, thì đã bung rồi. Tiếp theo một cái cây xù nè. Cây này xù 100% ha. Cây này nó bung cũng xanh nụ rồi. Thì cây này có thể là lặt bữa mùng 9 ha. Cái hoa nguyên thủy thì cũng hên xui của chú anh chị ha. Nhầm cây thì hoa rất là đẹp. Nhầm cây thì hoa cánh hơi thưa. Cây này cũng 7 cánh nè, cánh thưa. Thì tổng quan ha, cái khu vườn này thì năm nay là xử lý sớm để tổ chức cái chợ mai á, cho nên xử lý hơi sớm để nó bung sớm của chú anh chị ha, để đón khách tới tham quan chơi. Đây là một cái cây cũng có cái nét thú nè, cây này hoa đẹp của chú anh chị ha. 5 cánh, 6 cánh và cánh tròn, mai nguyên thủy mà như cái cây này thì chơi rất là tuyệt vời của chú anh chị ha. Cánh tròn, khít, đều ha. Thì cây này nuôi sau này nó sẽ rất là đẹp á. Tiếp theo một cái cây, cây này của anh Đức, của chú anh chị. Anh Đức gửi trong đây ha. Thì ảnh gọi cái cây này là mâm vàng. Thì ở dưới có một cái dàn cành đưa ra ha. Xa Tết khi mà nó bung ra thì nó sẽ nở vàng ở dưới như một cái mâm ở dưới của chú anh chị. Thì ảnh gọi là mâm vàng ha. Và ở trên có một cái phơm ở trên nữa. Thì xa Tết á, nó bung ra nó sẽ có hai cái tầng. Ở dưới này của chú anh chị thấy có một cái mâm riêng ha. Rất là lạ ha. Thì mình nhìn những cái ý tưởng này thì mình sẽ có những cái ý tưởng khác mình làm nó khác hơn. Nhưng mà nó bắt nguồn từ những cái ý tưởng lạ của chú anh chị. Cho nên mình xem tham khảo những cái hay của anh em làm để mình làm có những cái cây khác độc lạ ha. Để mỗi cái cho cái sân chơi mai của mình nó thêm phong phú của chú anh chị ha. Thì đây mình quay tổng quan những cái cây này, lúc trước mình cũng có đã quay rồi, nhưng mà hôm nay thì mình quay lặt lá rồi mình quay chi tiết của chú anh chị xem nó dễ hơn ha. Cái cây này mình thấy nó cũng có cái nét gì hay hay của chú anh chị. Cái cây này mình cũng có một số ý tưởng để đưa cái hồn vào cây này. Mình thấy nó có cái điểm gì đó mình thích trong cái cây này ha, cho nên mình lúc nãy mình ngắm cây này cũng lâu nè. Thì nó có hai cái cành ngang với nhau, nó nâng nâng lên của chú anh chị.
Cái cây này thì nếu mà ngồi tưởng tượng hay tưởng tượng ra ha, thì sẽ có những cái ý tưởng để cho cái cây này nó độc lạ. Mình thấy cái cây này mình khá là thích đó. Thì cái cây này nó rất là lùng ha, hoành nó khoảng hoành eo á, nó khoảng là 50 mấy 60 á, nó lùng xuống của chú anh chị, nhìn nó lực ha, và có một cái cành phóng dài ra nè. Thì cây này mình thấy nó là lạ ha, cây này hai mặt đều khéo. Thì cây này mình có thể mình chơi được hai mặt tiền của chú anh chị ha, nếu mà bình thoáng theo cây bonsai á. Những cái cây đã bung lộc ha, rất là đẹp. Tổng quan ha, cái khu bên đây thì bây giờ mình qua cái khu có một số cây VIP, cái cây chủ lực trong đây. Thì cái cổng quay vào thì mình đi vào mé tay trái của chú anh chị ha, thì mình sẽ thấy những cái bảng rất là đẹp nè. Thì trước tiên là có một cái cây mai, cái bảng là tiên nữ giáng trần. Thì cái cây này lúc trước mình cũng có quay chia sẻ của chú anh chị ha, thì cũng có nhận được một số bình luận của anh em, nó là còn thẹo này kia ha. Thì cái cây này, cái dáng nó nằm cũng hay của chú anh chị, cái mình nó nằm khá là dài nha. Cây này nhìn tổng quan cũng là một cái cây lạ của chú anh chị ha, tiên nữ giáng trần. Thì đóng cái dàn cốt ở trên nhìn thấy nó cũng tự nhiên của chú anh chị, tận dụng cái dàn cốt lớn ở trên ha, thông thoáng mặt tiền nè. Thì cái cây này nó rất là sạch cây, khi mà nó sau này cái phơm tàn nó ổn định ha, thì cây này rất là duyên á. Tổng quan cái cây này thì cái nét thân và cái dàn cốt cành sạch ha. Thì đang nuôi cốt cho nên cái cành của chú anh chị thấy hơi dài, nhìn nó không có nét lắm ha. Tiếp theo một cái cây qua bên đây ha, cái cây quạt khổng minh. Thì mình thấy hai bên cây tuệ sâm á, là cái cây chánh trong cái vườn này, thì có hai cây hai bên là quạt khổng minh của chú anh chị. Thì sửa theo cây quạt ha, cây quạt cái phơm tàn ngang dẹp thì nó giống như một cái cây quạt. Cái cây này gốc cũng khá là lớn ha, nếu mà đo ngay chỗ cái khúc lớn khoảng 1 mét hoành á, và sửa dẹp của chú anh chị thấy ha, như cây quạt á, cái dàn xương này cũng rất là lớn à. Đây là cái mặt hậu ha, mặt hậu cũng thoáng cây nè, hai bên một số cành đưa lên ha, sửa thông thoáng, mình nhìn thấy nó khéo của chú anh chị ha. Cây quạt khổng minh. Thì tiếp theo mình quay cái cây mai tuệ sâm ha. Thì cây này là cái cây anh em YouTube quay cũng rất là nhiều của chú anh chị. Thì cái cây giác vàng ha, thì trước kia nó có cái lỗ bọng á, tuệ sâm ha. Thì cái anh nghệ nhân ảnh đưa vào hình như là một cây vàng á, để giác vào đây ha, vàng mỏng của chú anh chị. Thì mình có hỏi ha, thì giác từng miếng vàng, mà vàng mỏng ha, nó như giấy quyến vậy đó, rồi ép vào từng miếng của chú anh chị, thì nó thành một cái khối ha. Thì đây là cái chữ tuệ sâm, thì cái tên của cây mai luôn ha. Thì cái cây này cũng khá nổi tiếng, và cái cây này nó đứng chủ lực trong câu lạc bộ của chú anh chị. Dàn cốt cành mình quay tổng quan ha. Cái nồi đế cây này rất là lớn ha, hoành thân thì không lớn, nhưng mà cái nồi đế và cái thế của cái cây này là cái dáng thế của cây bonsai của chú anh chị ha. Nó đóng cái dàn cành thiên nhiên rất là đẹp. Thì cái cây này đã chỉnh sửa rất là lâu cho nên có những cái cành lớn lượng lắc của chú anh chị ha. Mình quay cái bộ đế của chú anh chị xem nè, cái nồi đế ha. Do cái chậu cao của chú anh chị thì mình đưa lên không có tới ha, của chú anh chị xem thông cảm ha. Cái nồi đế rất là lớn và đẹp của chú anh chị ha. Thì chung quanh cái nồi đế thì nó bung tược rất là nhiều. Thì anh nghệ nhân anh đưa vào cái hồn ở trong đó là anh sửa ở dưới một cái mâm. Thì cái mâm này sau này nó nở rất là đẹp của chú anh chị ha. Mình thấy cái dàn nụ ở dưới mâm á, cũng rất là nhiều. Dàn nụ dưới cái dàn cành chân này nè, rất là nhiều. Thì do trời không có âm u ha, không có mặt trời luôn của chú anh chị, cho nên mình quay nó không có nét lắm ha. Của chú anh chị
xem thông cảm ha. Thì mình tranh thủ qua Tết á, thì có thể mình sẽ lên một chuyến để mình quay lại cái cây mai mà nó sẽ đẹp nhất khi mà cái hoa nó nở bung hết của chú anh chị ha. Cho nên mình sẽ tranh thủ, nếu mà điều kiện cho phép thì mình sẽ tranh thủ trở lên một chuyến nữa của chú anh chị ha. Ở ngoài nhìn cái mâm rất là rộng nha. Tiếp theo là một cái cây quạt khổng minh nữa ha. Cây này hai bên của cây tệ sâm nè. Của chú anh chị thấy hai bên là hai cây quạt. Cây tệ sâm là đứng giữa cái bảng là kỷ lục châu Á đâu ha. Những cái bảng cây này thì có những cái kỷ lục mà mình quay thì anh em cũng bình luận là lung tung ha. Thì có thể mình tới mình xem ở ngoài để mình hiểu được ha. Ở đây thì mình thấy sao mình nói vậy thôi. Có những cái bảng hiệu đầy đủ ha. Thì cây quạt này cũng khá là lớn ha. Cây này thì tổng quan nó không khéo bằng cây quạt bên kia của chú anh chị. Mà cái cốt cành chỉnh sửa cũng rất là lâu ha. Trở lại cái cây tuệ sâm ha. Mình nhìn ngoài khoảng trống nè. Của chú anh chị thấy cốt cành lượng lắc thiên nhiên rất là đẹp. Tiếp theo một cái cây tán dù của chú anh chị ha. Cái cây tán dù này rất là đẹp của chú anh chị. Thoát thân cao tầm khoảng là gần 3 mét ha. Thì nó đóng cái bộ tán ở trên rất là đẹp. Và ở dưới có một cái cây sửa cây tử lên ha. Mình nhìn thấy cái cây rất là duyên. Cái mặt tiền mình nhìn thấy cái mặt này cũng rất là đẹp của chú anh chị. Mình không biết là mấy anh chỉnh sửa cái mặt tiền ở đâu ha. Bởi vì mình thấy cái phía ngoài cái đường vô á thì nó hơi rối á. Cho nên mình thấy cái mặt này cũng khá là đẹp nè. Thì cái tán dù mình có phân tích của chú anh chị ha. Thì những cái cốt ở trên á, nó đóng bốn cái cốt nó ngang nhau. Nó nằm ở một vị trí của chú anh chị, xuất phát từ một vị trí ha. Thì lúc trước mình có phân tích thì anh em nói mình không gần cây á. Thì cái nếu mà vô cây bonsai thì nó sẽ phân từng cành ha. Nhưng mà cái cây này là cái cây tán dù, cho nên cây dù thì nó phân bố cành, nó xuất phát từ một điểm nó đưa ra thì dạng nó cũng hay của chú anh chị, hiếm ha. Cho nên mình phân tích cái cây này là cái độ hiếm là nó xuất phát ngay một điểm mà bốn cái cành nó ngang nhau, nó dương ra. Thì của chú anh chị thấy trong thiên nhiên cũng ít có cây mai nào mà nó xuất phát tại một điểm như thế này của chú anh chị. Cái tàn dù khá là thoáng ha. Cái cây này dạng một cái cây vô cái cây đẹp. Cái phong cây này mình nhìn thấy mình cũng rất là thích cái phong cây như thế này của chú anh chị. Sữa lượng lắc ha. Thì cây này cũng đang nuôi cốt ở dưới cho nên còn thả dài ha. Cây này khi mà Tết nó bung ra ha thì nó nở vàng cây luôn của chú anh chị. Nhìn mình nghĩ chắc là rất là đẹp á. Tổng quan cây này ha, mặt đế dáng cây trực thẳng lên, có cái tán dù ha, nhìn thấy rất là đẹp ha. Thì tiếp theo một cái cây này cũng xù rất là nhiều của chú anh chị, khoảng 100% luôn ha. Nó ở dưới đế nó phù lên một cục nè, và cái thân nó xù ha, rất là đẹp. Thì cái thân ha rất là đẹp. Bên đây cũng một cây xù lớn nè. Cây này thì đế nằm hơi sâu dưới ha, mình không biết đế như thế nào. Cây này xù cũng cái thân chính là xù 100% của chú anh chị. Bích mình luôn ha. Tổng quan cái cây của chú anh chị xem ha, sơ lược thôi. Tiếp theo một cái cây dáng thú của chú anh chị. Cây này thì dàn cốt cành đã lớn rồi ha, khá là lực nè. Và dưới chỉnh sửa một cái mâm nằm ở dưới chậu ha. Cái mâm đi ra nè, cô chú anh chị thấy cái dàn cốt rất là lớn ha. Cốt ngoái nè, cây thú và sửa những cái cành quái ha. Thì những cái cây dáng thú thì mình có thể sửa những cái cành quái của chú anh chị. Quái rất là nhiều ha, để cho nó ra cái một cái cây quái luôn.
Bởi vì cây thú thì nó là dạng cây quái rồi, cho nên cô chú anh chị cứ sửa cái cành nó quay nhạo ha, cứ múa xuôi ngược gì cũng được, nó đã là vô cái cây quái rồi thì không có phân biệt ha, chỉ mình chỉnh sửa sao mà nhìn cái cây nó hài hòa thôi, nó đừng có bị rối á. Thì cây thú mình cho phép, cây thú thì mình được phép ha, sẽ sửa cái quay nhạo rất là nhiều. Còn cái những cái trực quân tử hay gì đó thì mình hạn chế ha, mình chỉ có độ lượng nhẹ thôi thì nó sẽ hay hơn. Tổng quan cây thú này nhìn cái nét thân và dàn cốt rất là lớn của chú anh chị ha, cái đuôi cũng có cái dàn cành phóng ra nè, rất là xa. Thì cây này mình nghĩ Tết sẽ nở hoa rất là đẹp của chú anh chị, vì cái dàn nút cái cây này rất là nhiều ha. Tiếp theo một cái cây mai chiếu thủy ha, cây này cây dáng bài, cây này dàn cốt cành cũng rất là lớn của chú anh chị ha. Tuy nhiên thì cái ngọn nó hơi bị eo rồi nè, do cái trình ngọn nó phát triển hơi mạnh á, thì nó phù ở trên ha. Cây này cũng là một cái cây bonsai đẹp của chú anh chị ha. Thì tiếp theo một cái cây tán dù nhỏ nữa của chú anh chị, cây này nhìn ngoài rất là đẹp nha, cái dàn đế nè ha, cành nhánh mình nhìn tổng quan ha, cây dù này thì ở cái cây dù này thì cái dàn đế của nó rất là đều. Chú anh chị thấy cái dàn đế ha, nó phù, nó cân đều cái cây nè, tròn do nè ha. Cái cây này nhỏ thôi, hoành khoảng 30 của chú anh chị, mà cái cây rất là già ha, và nó có cái độ lượng lắc đi lên. Ở trên có một cái tán dù đẹp ha, bồ đế dưỡng chải. Thì mình thường phân tích của chú anh chị những cái cây tán dù á, thì thường mình chơi á, thì nó sẽ đưa ra cái nét thân và cái bộ đế. Thì thường nếu mình chọn chơi những cái cây tán dù á, thì cô chú anh chị sẽ lựa những cái cây mà đế đẹp, rồi cái nét thân nó phải có nét của chú anh chị, thì ở trên mình sửa cái tàn dù thì nó mới đẹp nha. Còn nếu mà mình sửa trống như thế này mà dưới cái thân nó không có đẹp á, và cái đế nó không đẹp ha, thì khi mà mình thoát thân mình trống ra thì cô chú anh chị sẽ nhìn thấy cái cây nó sẽ không có đẹp và không có gì để mình ngắm. Cho nên những cái cây tán dù thì cô chú anh chị lựa ha, thì cái bộ đế và cái nét thân là trước tiên ha. Thì cái bộ tán ở trên đó thì mình làm nó dễ, nhưng mà cái thân với đế thì nó khó của chú anh chị. Cho nên muốn chơi một cây dù nghệ thuật thì mình lựa cho kỹ kỹ của chú anh chị ha, để sau này mình có cái cây thành phẩm á, thì mình sẽ ngắm nó, mình sẽ không có chán của chú anh chị ha. Khi mình thấy được cái nét đẹp của từ đế nè, rồi nét thân và cộng thêm cái bộ tàn thì sẽ rất là thích của chú anh chị ha. Rồi bây giờ tổng quan phía trước ha, thì bây giờ mình ra phía sau để anh quay một số cây. Có một cái cây 3 tỷ mấy của chú anh chị ở sau ha. Thì qua cái bảng là câu lạc bộ kỷ lục gia đồng bằng sông Cửu Long, thì đi về phía sau ha, và đây là cái khu tiếp khách ở đây của chú anh chị ha. Thì hôm nay cũng có làm cái tiệc để đãi anh chị em ha. Bữa nay là ngày khai trương cho nên chuẩn bị tiệc ha, bàn chén rất là nhiều nè. Thì tổng quan phía sau thì rất là rộng của chú anh chị, thì mình quay sơ lược để của chú anh chị mình xem ha. Thì trước tiên phía sau nữa mình phát hiện, mình nghỉ ngơi chút xíu nè, thì mình thấy có một cái cây xoài có một cái cành phóng rất là lớn của chú anh chị. Cái cây này cái cành độ khoảng chắc chừng 5 mét hơn của chú anh chị. Cái tú nó đứng nó giang tay ra nè ha, mình thấy rất là lớn luôn. Và cái cốt cành bài rất là lớn ha. Thì cây xoài này cũng lọt vô mà cái cây kiển ăn trái á, là hiếm của chú anh chị ha. Cái dàn cốt cành đã chỉnh sửa lượng lắc nè, từng chi tiết ha. Cây này mà khi mà ra trái nữa thì rất là độc lạ ha. Cây này hiện tại rất là sung nè, những cái cành đưa ra ngoài ha, sửa quay nhạo hết ha, rất là đẹp. Thì bên đây có một cái cây Lekima ha, cũng sửa cái theo cái cảnh ha, cái phong cao và những cái cành sửa mềm mại hết của chú anh chị ha.
có những cái nét mình rất là thích dán cây này nè. Tiếp theo mình đi qua phía bên kia ha. Ở đây cũng có một cái cây mai rất là lớn ha. Mình quay sơ lược thôi, mình tìm những cái cây nào mà là lạ để mình quay chi tiết cho chú anh chị xem ha. Cái khoảng trống đây rất là rộng nè. Thì anh Đông anh chia sẻ là sẽ anh em mà có cây đẹp á thì tới đây gửi thì sẽ hỗ trợ về cái tiền chậu nè. Mình chỉ trả tiền chậu rồi phụ tiền công nuôi thôi. Giá cũng mình nghe cũng rất là mềm của chú anh chị, cũng như là chủ yếu là anh em gửi cây cho vui thôi. Ở trong đây thì có một cái cây này nó cũng quái nè. Cây này thì trước kia thì anh chú chắc chỉnh sửa là mình sửa những cái cành mà quấn quấn nhau của chú anh chị, rồi lâu ngày ha nó sẽ dính với nhau thì nó sẽ ra cây lạ ha. Tiếp theo một cái cây có một cái cành bay, cái này ngọn bay của chú anh chị thì đã cắt những cái cành lên ha, thì cái cây này nó thành một cái cây bay, cái ngọn lớn nhất là cái dáng thế của cây đó ha, thì cái cây này cái ngọn là cái ngọn bay. Thì ở đây chắc là ý tưởng là anh sẽ làm một cái nóc ở đây, thì cây này đang trong quá trình nuôi và chỉnh sửa ha, cho nên mình thấy nó chưa có cái nét gì của chú anh chị ha, chỉ có cái nét thân đẹp thôi. Thì tới đây thì mấy anh chỉnh sửa ra thì sẽ là một cái cây bay khá là đẹp ha, bay xa luôn á. Bên đây có một cái cây cũng bồ đế, nó cũng khá là lớn và lạ của chú anh chị, và có cái phong cao ha, nó thoát thân khoảng 1,5 m thì nó đóng cành ha. Ở dưới này cái mặt đế của chú anh chị thấy rất là lớn nha, ở ngoài nhìn rất là lớn á. Thì trong cái vườn ha thì mình phải đa dạng cây, thì có cây phong cao nè, rồi tàn thông ha, rồi những cây phong thấp của chú anh chị ha, phong lùng á, thì sẽ ra cái vườn nó sinh động hơn ha. Còn nếu mình chơi cái mặt đế này rất là đẹp ha, của chú anh chị thấy cái tay mình đưa vô nè rất là lớn ha. Thì những cái cây mà cái vườn á mà mình chơi nó một cái phong cây á thì mình vô mình thấy nó đều đều thì nó hơi mình nhìn thấy nó không có bắt mắt lắm ha. Còn nếu mình chơi đa dạng cây á thì vô có cái để mình lạ để mình tìm hiểu tiếp của chú anh chị. Có cây này đang muốn giao lưu của chú anh chị ha. Cây này thì lãi lá ngày 13. Thì cây này hoành mình chỉ độ thôi ha. Thì cây này nếu mà cô chú anh chị có thích thì tới xem trực tiếp ở ngoài ha. Cây này hoành khoảng 60-70 á, hoành eo của chú anh chị nha. Còn cái nồi đế rất là lớn nha. Cái nồi đế rất là khủng á. Mình thường mình báo hoành là nó nằm ngay đây nè. Còn cái nồi đế rất là khủng ha. Rồi với cục gạch nè. Cây này ở khu câu lạc bộ ha, thì cây gửi và cây vẫn có giao lưu của chú anh chị ha, cho nên mình tới câu lạc bộ mình ngắm cây chơi, và nếu mà thích thì có một số cây vẫn giao lưu của chú anh chị nha. Cho nên đây là điểm tham quan và cũng có thể mua bán được ha. Ở đây anh Đông anh cho gửi cây rồi có thể anh chị giao lưu mua bán luôn, đa dạng của chú anh chị ha. Cho nên có thể đây là cái nơi mà anh em có cây đẹp gửi đây trưng bày rồi bán luôn cũng được ha. Rất là đa dạng, cái sân chơi này rất là đa dạng á. Cây này cái đường thân nè ha, thì chiều cao nó khoảng 3,5 m của chú anh chị, mình chỉ độ thôi ha, tán ngang là 4 m. Thì phía sau này là một số cây tàn lớn của chú anh chị ha, có những cái cây tàn rất là lớn luôn. Thì hôm nay lật lá ra mình thấy cái vàng xương nè, rất là đặc luôn ha. Những cái cây mà có vàng cốt lớn thì mình nhìn thấy cái cây bên ngoài nó rất là lực của chú anh chị.
xen vào đó những cây bonsai ha, cây thú quái, sữa quái quái hết ha, những cái cành lắc lắc nè. Tiếp theo cây này cũng quái ha, những cây này nếu mà chỉnh sửa ha thì nó có cái nét cây khá là đẹp của chú anh chị, khá là lạ ha. Nhìn tổng quan cái khu phía sau này ha, đây là một cái cây sù, cây sù cũng 100% luôn ha, có cái vàng cốt này cũng khá là lớn à. Cây này chắc nuôi cốt cũng khoảng là 3 năm rồi của chú chị ha, thấy vàng cốt cũng lớn lớn à. Thì cô chú anh chị xem cái tán những cái cây mai tàn của chú anh chị ha, cắt tròn tròn như thế này thì Tết nó khi mà nó bung hoa rất là đẹp ha. Ở đây có một cái cây, cây này của anh Út Gạo nè, thì cây này anh gọi là cây cóc vàng ha, nó nằm giống như con cóc của chú anh chị, nó có những cái rễ dưới rất là đẹp ha. Đây đang trong quá trình nuôi cho nên đậy lại, sợ nắng nó táp vô cái lưng của chú anh chị cho nên đậy lại giữ ẩm cho nó ha. Thì cây này là cóc vàng ha, để may mắn ha. Thì tiếp theo là một cái cây cũng có cái nét thú ha, đang trong quá trình nuôi, những cây cái tàn rất là lớn của chú anh chị ha. Ở đây có một cái cây này cũng chỉnh sửa khá là lạ nè, chú anh chị thấy ở dưới đưa những cái cành lên ép vào ha, để trên nó bung ra một cái tàn rộng ở trên. Thì cây này sau này khi mà thành phẩm nó cũng là một cây lạ, có những cái ý tưởng lạ của chú anh chị ha. Thì phía bên tay phải của mình là cũng là một số cây bonsai nè, cây nằm chậu rồi cũng có cây tàn trong chậu luôn ha. Cây này có cái nét thú nè, của chú anh chị thấy có chân ha, mai tàn, chơi cái phong cao ha. Thì để mình ra phía ngoài này mình quay một số cây VIP của chú anh chị xem ha. Có một cái cây rất là lớn ở phía sau này. Cái cây thì lúc trước về mình nghe anh Đông chia sẻ là về tới đây thì nó 3 tỷ mấy của chú anh chị. Thì mình quay cái cây này cho cô chú anh chị xem ha. Đây nhìn từ xa thì cái phơm tàn rất là đẹp ha. Cây này cái tán ngang khoảng là 6 mét của chú anh chị, nếu mà đo cái tán ngang ha, chiều cao thì nó cũng tầm khoảng 5 mét, mình chỉ độ thôi ha, vì lên cái bồn cao và cái khung cảnh này nó rộng của chú anh chị, cho nên không thể đón chuẩn được ha. Cái cây này thì hoành lúc trước mình hỏi là hình như là 1m2 á. Cái nồi đế thì nói là như cái những cái cây mà đế lưu của chú anh chị, vàng cốt ha, rất là đặc ha, cây thiên nhiên. Thì những cái rễ á, trong cái khung V6 này á, thì nó bấu xuống của chú anh chị, thì mấy ảnh nói là như cây mai mà nằm trong lưu vậy. Cái bồ đế này nếu mà môi ra rất là khủng á, cho nên cái giá trị cây này nó nằm còn ẩn ở dưới nữa ha, nó nhiều cái nữa của chú anh chị. Và cái cây này nó cũng có xù lên một số ha, cây này nó khá là lớn à, khá là già à. Cho nên nhìn cái cây ngoài rất là đẹp của chú anh chị. Khu này thì cũng còn trống rất là nhiều ha. Đây mình thấy có một cái cây rất là lạ nè. Cái cây này nó có cái dòng xoáy ha, rất là đẹp. Ở trên đây nó có cái eo, mình tưởng là cây ghép nhưng mà cây tự nhiên của chú anh chị. Những cái rễ nó phù như cái củ mì vậy ha, nó lớn hơn cái cổ tay của mình á. Của chú anh chị thấy những cái rễ nè, nhìn rất là đẹp ha. Thì những cái phôi Long An về cái dáng này cũng có của chú anh chị, nhưng mà có những cái cọng rễ tròn như củ mì ha, thì cũng là dạng cây hiếm của chú anh chị. Những cái cây này sau này nó càng lớn ha, thì bộ rễ nó sẽ phù lớn lên, thì mình nhìn thấy nó sẽ rất là đẹp và nó khác biệt với những cái cây kia. Những cái cây thường mình thì bộ rễ nó đều đều nhau ha, những cây này thì nó có bộ rễ phù rất là đẹp nè. Thì cây này nếu mà xuống đất trồng bồn ổn định ha,
lâu dài thì cái bộ đế với cái cây này nhìn thấy nó sẽ đẹp hơn của chú anh chị. Vì khi mình nuôi lớn càng lớn ha, thì cái bộ đế nó sẽ càng bự lên. Vì dạng đế cũ thì cô chú anh chị biết ha, càng lớn thì nó sẽ phù lớn hơn, thì nhìn cái cây nó sẽ rất là đẹp. Nếu cây này xuống đất thì tương lai khá là đẹp ha. Thì tiếp theo một cái cây sù rất là nhiều của chú anh chị ha. Cây này cái lưng nó sù rất là cộm luôn á, nhìn tổng quan ha. Thì cái cây này, cái video trước mình quay ở câu lạc bộ này thì mình cũng có quay cây này á. Thì do cái người lúc trước người ta xử lý ha, thì có một số keo sù, thì hôm nay xử lý lại thì cái cây nó hơi bị sượng á, cho nên cô chú anh chị xài keo cũng quan tâm tới những cái cây giá trị của mình ha. Thì hôm nay thì cây này đã ổn định, thì nó đang phát triển ha, cộng với em Đạt em xử lý thì tới đây thì cái cây này nó sẽ rất là tuyệt vời á. Vì cái nồi đế của chú anh chị thấy rất là hiếm ha, nó phù lên à. Rồi mình quay tổng quan cái khu vực này của chú anh chị ha, mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo để chia sẻ cô chú anh chị, cũng như những cái góp ý của cô chú anh chị mình sẽ tiếp thu và sẽ xem xét lại để ngày càng nâng cao cái tay nghề của mình cũng như là cái kiến thức của mình, để sau này mình sẽ chia sẻ lại anh em những cái gì hay để anh em sẽ xử lý được, để Tết mình có được cái mai ưng ý mình chơi Tết cô chú anh chị ha. Rồi xin chào cô chú anh chị nha.